Chào các bác, trong khi chờ cái cây xanh kia tôi nó khô nhựa để tôi bôi keo ấy thì tôi tiến hành cắt cây này. Xin lỗi các bác hàng xóm, họ xả rác âm thanh khiếp quá, bật loa kinh khủng. Tại sao họ lại có nhu cầu nghe to đến như vậy nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Rồi thì các bác cố gắng, nếu muốn theo dõi video này thì lắng nghe chút bác nhé. Họ mở nhạc to quá mà. Đấy thì cây sung tôi làm một cái dáng thế hoàn toàn tự nhiên thôi. Tết vừa rồi thì nó ra rất nhiều quả nhưng nó lại bị rụng hết các bạn. Nó bị rụng hết. Nó sung tía rất là nhiều quả. Thôi thì bây giờ tôi làm nó cái tán nó gọn lại một chút để đón cái lứa lộc mới, cho cái tán nó ngon lành. Làm nhiều lần cho nó ngon lành cái tán. Bây giờ nó rất là rậm. Đấy, hoàn toàn tự nhiên các bạn. Đấy, trên bệ này. Trên bệ rất hay nhé. Đấy, rất nhiều mầm quả nó cứ xun xun ở kia kìa, nhưng mà cứ ra là nó bị rụng mất. Chắc phải bón thôi. Phải bón các bạn. Bây giờ tôi cắt ra xem các bác nhé. Còn ngồi im để cắt, mình nhịp cái này rất tay ướt ấy. Nó ướt quá. Đứng ngồi im đấy, ngồi cẩn thận đá vào máy của bố nhá. Ngồi ở chỗ dâm đi kìa. Đứng này nắng tắt mũi đấy. Ù ngắn. Đỉnh này. Chúa này được nghỉ học nhiều sướng nhỉ. Đứng con, đứng con, đứng gì ra đây con. Cắt lá này đi. Để bố lấy lá con nấu canh nhé. Ok. Ơ con không đi đấy. Xem.
cơm nhỉ. Không thấy ôi nhiều đấy. Đừng đổ nó nhiều thế quá. Nhiều thì cho mọi người ăn nhiều hơn. Không ăn nhiều muối thì ăn nhiều muối mặn đủ. Con đổ ít mỡ. Em có bị lệch không? Lên. Có bị lệch không? Đây đây có cô sao chú? Khắp nơi mở nhạc. Không cho mình cơ hội sống sót. Có một miếng nào? Ui dồi. Thôi thôi thôi. Hai bên đấu tố nhau sợ quá hay không ạ? Không nghe nhạc chưa từng được nghe. Các ông nghe cái hàng xóm có nhu cầu nghe đâu, báo cáo là làm cái video lấy cây này mà khó khăn quá, nhạc nhẽo khắp nơi, nó vừa ồn vừa bị bản quyền các bạn, rất là phiền. Các bạn là đúng rồi, các bạn các bác chứ không hiểu đấy thì thôi, thì cũng cắt xong được cái cây rồi đấy, về quê lúc nào có việc cây có vài cây nhưng mà thi thoảng mới về, mà cứ về đến lúc lại được cắt đấy, hiểu không? Sung các bác, sung. Thôi thôi thôi. Thì nữa các bạn có đi chữa cháy không? Đấy. Đấy các bạn. Đấy, rất là cổ lão, vỏ nó rất già. Già lắm. Già lắm các bạn. Dương 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 quẩy à?
Rồi, ok, cảm ơn các bác nha. Với cái đội thợ bên kia họ mở nhạc ầm ĩ khiếp quá. Thì tôi cắt xong này, cái cây này rồi. Đây, cắt xong cái cây này rồi. Cái sung khá là hay. Đấy, bắt đầu nắng ấm rồi các bác ạ. Có lẽ là đợt rét vừa rồi là đã kết thúc rồi. Đợt mới có không rõ. Đây, cây này tôi vừa mới khử bỏ cái cành này. Đấy, không phải cái cành mà là một cái mấu. Đợt trước tôi còn chừa lại, thì bây giờ tôi cắt lần nữa cho nó hết, nó vứt đi rồi. Đấy, cây này nhìn ảnh nó, qua ảnh nó không hiện đẹp các bạn, nhưng mà nhìn ở ngoài đẹp, rất đẹp. Cây này rất đẹp, rất đẹp. Đấy, và cây xanh này, tiếc quá đợt này tôi về tôi chỉ mang mỗi cưa, tôi không mang bộ đục về, đâm ra là những cái vết này tôi vừa mới tạo cho nó độc đáo tí, cho nó đỡ bị suôn quá, thì làm hoàn toàn bằng cưa và dao ấy, nên nhìn nó không mực mịn. Ví dụ cái chỗ kia là cưa, ví dụ cưa của ấy thì nó bị quá ấy, nó sang bên kia mất, nhưng mà không sao. Thì cũng xin giới thiệu với các bác là như này, về cơ bản là bị nhiều bác còn mới á thì rất khó để, mặc dù thấy một cái khẩu rễ này rất muốn đục hay là cắt nó đi vì những đoạn rễ nó khá là suôn và chướng ấy, nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Thì nó có cái nguyên tắc là như này các bạn, tức là vào một khối rễ này xuyên suốt từ xuống, chạy dọc xuống, thì mình định hình được nó, tính liên tục của nó là từ trên xuống dưới. Các bác dù có đục cái gì chăng nữa thì cũng đảm bảo tính liên tục của nó, của cái mạch nghệ thuật, cái mạch các bác định đục ấy, ra này phải tính xuyên suốt, nó hài hòa với nhau. Cái thứ hai là cái tính so le, ví dụ chúng ta không thể đục một rãnh mà cứ dọc nhau này xong hai bên lại cùng đục như thế thì nó không đảm bảo cái tính thẩm mỹ. Đấy, và cái thứ ba là cái tính chiều sâu của ấy. Đơn giản là mình đục đi để tạo chiều sâu cho cây, tạo điểm nhấn. Đấy các bác ạ, thì còn lại là người ta hơn nhau ở cái tay nghề thôi. Nếu mình xác định được cái tôn chỉ, nhiều kiểu như tâm pháp học võ công ấy các bác. Tâm pháp học võ công ấy, là ba cái tâm pháp tôi vừa nói vừa rồi ấy, thì hơn nhau nữa là ở cái tay nghề. Đấy, tay nghề thì ở thẩm mỹ của mỗi người, tay nghề của mỗi người. Làm nhiều thì có tay nghề tốt thôi. Chú tâm mà có thẩm mỹ thì tay nghề sẽ tốt. Đấy, ví dụ như vậy. Tôi thì chưa đủ đồ và có thể tay nghề thì chưa nhiều, thì tôi những cái phần đục của tôi không, thực sự tôi không thích động vào cho lắm. Nhưng mà tôi vật là vật được hết. Vật được hết. Đấy. Quan trọng là mình có thẩm mỹ các bạn. Phải nói là như vậy. Chơi cây cảnh nghệ thuật là phải có thẩm mỹ. Đấy, và cây to cây nhỏ phải vật được hết. Nhiều người không chơi được cây to đâu các bạn. Động vào cây to là không biết làm đâu. Bởi nó khác mà, khẩu độ nó hoàn toàn khác. Bởi vì định hình nó khác. Đấy. Thì cơ bản dù xấu hay đẹp thì mình cũng phải đảm bảo cái tính xuyên suốt, tính so le và chiều sâu các bạn. Rồi, ok, thôi đi ăn cơm. Từ sáng giờ cứ dập dình cái nhà của ông kia, cứ định làm còn quay rồi lại bị nhạc nó chen vào, nó rất là phức tạp quá. Đó, rất phức tạp. Nếu mà có bộ đục thì tôi sẽ làm nó rất là đẹp. Chứ tôi bóc thêm một số chi tiết đây, chỗ này tôi bóc từ số gần đây cơ. Nhưng mà cưa nó không lột được mà. Hoàn toàn là cưa và dao. Nhưng bên này thì nó không vướng thì làm ổn rồi. Chỉ cần thế thôi. Rồi, ok, các bác nhé.